Cuối tuần trước, giám đốc điều hành của Manchester United, ông Ed Woodward tuyên bố đội bóng áo đỏ sẽ không chi tiêu quá nhiều trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để giảm thiểu những ảnh hưởng của dịch Covid-19 và họ sẽ bán đi một số ngôi sao để có thêm nguồn quỹ mua tài năng trẻ Jadon Sancho, người mà huấn luyện viên Solskjaer rất muốn có để tạo ra cuộc cách mạng lớn nữa ở mùa giải mới. Trong số đó, đặc biệt có cả Paul Pogba, bên cạnh những cái tên thừa thãi khác là Lingard, Smalling hay Rojo. 4 năm trước, Manchester United mua tiền vệ người Pháp với mức giá 89 triệu bảng và họ mong muốn sẽ bán được anh với con số này hoặc có thể thấp hơn một chút để có đủ tiền mua Sancho, ngôi sao được kỳ vọng nhất lúc này. Nhưng Pogba sẽ chơi cho đội bóng nào? Đó là câu hỏi cần quan tâm khi không có nhiều đội bóng sẵn lòng trả một khoản tiền lớn để có được chữ ký của tiền vệ người Pháp. Pogba cảm thấy Italia chính là nhà. Italia giống như mái nhà hay gia đình thứ hai của cậu ấy. Điều này giống Ibrahimovic. Đó là lý do Paul Pogba muốn trở lại Juventus. Người đại diện Mino Raiola của Pogba lên tiếng về tương lai của thân chủ. Siêu cò mang hai quốc tịch Italia và Hà Lan còn bóng gió nói rằng đã có những cuộc thảo luận với phó chủ tịch Pavel Nedved của Juventus về một cuộc chuyển nhượng đưa Pogba trở lại nước Ý đã đạt được kết quả thuận lợi. Juventus còn đưa cả Ramsey, Panic và Rabiot vào thương vụ chuyển nhượng này để thuyết phục MU bán tiền vệ người Pháp cho họ. Thậm chí, nhà vô địch Italia còn có thể cộng thêm Douglas Costa hoặc Alexandro vào thương vụ này nếu cần thiết. Đó có thể là những đề nghị hợp lý dành cho MU nếu như họ không mua được Sancho. Chưa bao giờ Zinedine Zidane thôi quan tâm tới người đồng hương của mình. Tiền vệ 27 tuổi này luôn nằm trong danh sách số 1 của huyền thoại người Pháp, người mà Zidane muốn có để tạo ra cuộc cách mạng trong lối chơi của Real Madrid. Những người đã không còn động lực chiến đấu và thiếu tính cạnh tranh kể từ sau sự ra đi của Ronaldo. Real Madrid cần sự sáng tạo, linh hoạt, khát khao truyền thống của Pogba. Hoặc chính xác hơn, họ cần một thủ lĩnh thật sự về lối chơi và tinh thần, người có thể là đầu tàu giống như Ronaldo đã làm trước kia để đưa Real Madrid vượt qua khó khăn hiện tại. Pogba cũng nhiều lần khẳng định mơ ước được khoác áo Real Madrid và làm việc cùng Zidane. Đội bóng hoàng gia là một điểm lý tưởng để anh phát triển sự nghiệp. Nên nhớ, tất cả những cầu thủ vĩ đại đều qua đây và anh sẽ trở thành một biểu tượng mới ở sân Bernabeu. Nhưng Real Madrid muốn có một mức giá thấp hơn khi họ tập trung vào những mục tiêu trẻ trung hơn như Mbappe hay Haaland. Và cuộc khủng hoảng vì dịch Covid-19 có thể mở ra cơ hội để đội bóng hoàng gia mua được anh. Paris Saint-Germain là một trong số ít những câu lạc bộ ở châu Âu có đủ sức mạnh về tài chính để có thể đáp ứng mọi yêu cầu về chi phí chuyển nhượng hay mức lương của Pogba. Họ là câu lạc bộ khát khao nhất có được chữ ký của tiền vệ người Pháp khi muốn đưa anh trở lại thủ đô Paris để cùng với Mbappe và Neymar tạo ra một bộ khung vĩ đại cho tham vọng giành Champions League. Paris Saint-Germain muốn tạo ra một hình ảnh thân thiện và gần gũi với các cổ động viên. Họ muốn trở thành một đội bóng của người Pháp hơn so với những năm trước đây và Pogba chính là một trong những viên ngọc đó. Nhà vô địch nước Pháp cũng đưa ra những đề nghị hấp dẫn để thuyết phục MU. Ngoài phí chuyển nhượng, họ có thể kèm theo Rassler ở trong bản hợp đồng này. Paris Saint-Germain với những ngôi sao thượng thặng cùng đội hình trẻ trung có thể là bến đỗ lý tưởng và là nơi để Pogba trở thành một biểu tượng của xứ sở